Chào mừng quý chị và các bạn quay trở lại với kênh Xe Đẹp Hải Dương. Buổi chiều ngày hôm nay thì bên em lại về thêm một chiếc Mazda 3 rất là đẹp anh chị nhé. Chiếc xe này thì mang ngoại thất màu xanh Kawasaki và là bản Philip, sản xuất vào năm 2017, đã lên phanh tay điện tử rồi. Xe thì chạy được 8 vạn km rồi anh chị ạ. Và chiếc xe này thì bên em đã rút hồ sơ rồi. Xe mang biển Hà Nội anh chị nhá, bên em rút hồ sơ rồi. Anh chị mua về chỉ việc vào tên thôi. Đấy. Và anh chị vào tên chiếc xe này, cả thuế cả đăng ký mất khoảng 6 đến 7 triệu. Rất là hợp lý. 8 vạn. Vừa thay một dàn lốp mới. Lốp còn rất đẹp luôn ạ. Lốp Bridgestone nhé. Củ phanh thì còn sáng này. Về thì bên em đã là đánh bóng và làm đẹp rồi. Mua chiếc xe này về anh chị chỉ việc sử dụng thôi. Cụm đèn trước zin này. Đèn bóng chiếu rồi. Đèn gầm cũng zin anh chị nhé. ...2017 bản Philip. Được dàn lốp mới là tuyệt vời rồi. Anh chị đã tiết kiệm được gần chục triệu rồi. Xe thì đăng kiểm dài đến tận 2025 cơ. Cái thiết kế Kodo này nó rất là phù hợp cho chiếc Mazda 3 với cái kích cỡ vừa phải. Nhìn cái kiểu dáng rất là trẻ trung và bắt mắt luôn. Phía sau có trang bị đuôi gió này. Sky tip được áp dụng trên công nghệ máy. Chống xước. Cốp sau đầy đủ rồi. Cảm biến góc, cảm biến lùi đầy đủ nhé. Cái màu xanh Kawasaki này nhìn nâu rất là đẹp luôn. Cái cốp sau này. Nốt cốp trang bị đầy đủ rồi. Máng nước và đinh tán thì zin hết rồi. Mua xe bên em thì anh chị cứ check test thoải mái và bên em sẽ cam kết đầy đủ bằng văn bản cho anh chị. Riêng là đâm đụng ngập nước máy số không zin là bên em không mua. Đấy là được xếp vào những nỗi nặng của xe rồi. Chìa khóa thông minh khởi động nút bấm rồi. Có cảm biến mở cửa bên ngoài nhé. Và đây là nội thất của xe. Tông màu đen. Da zin. Kể cả ghế người lái này. Còn đẹp luôn ạ. Đây là hàng ghế thứ hai. Ổ khóa này nguyên bản ạ, bậc lên xuống đầy đủ rồi. Cái phần bậc lên xuống ngay chỗ mà chưa được ốp này còn rất là tươi, nó không bị xước đâu. Xe có trang bị cửa sổ trời và trần nỉ nguyên bản của xe, khá là sạch đẹp luôn ạ.
ghế da này. Tắp ni cũng còn nguyên bản anh chị nhé. Dĩ nhiên là cái phân đề những chiếc xe mà đời 2017, 18, 19 này về vấn đề sơn tỉa lại thì không tránh được đâu anh chị ạ. Không có chiếc xe nào mà còn nguyên zin, sơn zin đâu ạ. Đấy. Quan trọng nhất là nó không đâm đụng va chạm gì. Kính người lái chế độ auto, gương chiếu động, chiếu hậu ngoài gập điện chỉnh điện rồi. Đấy là những cái trang bị cơ bản cho một chiếc xe phân khúc hạng C. Công nghệ iStop, chống trơn trượt, cân bằng điện tử đều được trang bị trên chiếc xe Mazda 3 này. Bản Phoenix nha anh chị nha, có phanh tay điện tử này. Đây là hệ thống điều khiển âm thanh. Chế độ lái Sport cũng được trang bị trên chiếc xe này rồi. Củ số thì zin của xe và còn rất đẹp này, đầu củ số này. Nói chung là thiết kế về cả nội thất và ngoại thất của chiếc Mazda 3 thì ít có người chê lắm. Thiết kế rất là đẹp và nội thất nhìn nó sang. Hai chìa khóa zin theo xe anh chị nhé. Đây còn nguyên bản này. Đấy. Start top này. Đây là vô lăng zin của xe. Đầu tiên là anh chị có thể thấy là xe được trang bị lẫy chuyển số vô lăng này. Đấy. Bên này... có ga tự động cruise control, ngoài bên này thì điều chỉnh âm thanh, tích hợp điều chỉnh âm thanh, khóe vô lăng zin, không bị bóng này, không bị bợt nhé. Đấy. Và Mazda 3 thì được trang bị đó là hệ thống trợ lực điện trên chiếc vô lăng này, thế nên là lái rất là nhẹ nhàng. Bảng đồng hồ trung tâm thì thiết kế trẻ trung này, đấy, nhìn nó rất là sang. DVD zin theo xe thôi, không phải là màn Android. Đấy. Nhiều anh chị thì thích màn Android, nhiều anh chị thì thích màn zin cơ, DVD zin cơ, nghe âm thanh nó hay hơn. Đó. Ghế này quay rất là cận cảnh anh chị nhé. Nội thất còn nguyên bản. Ốp bản lề đây, chưa động chạm gì nhé. Ổ khóa cũng vậy này. Ốp bản lề này. Đuôi gió trang bị rồi. Cả hai cụm đèn sau còn zin. Lốp thì đẹp. Tắp ni cửa. Mép cửa zin. Xe trang bị 6 túi khí. Nhựa. Ốp bản lề bên này cũng zin nha anh chị nha.
khóa này. Xanh Kavansai, bản phây níp. Xe thì được trang bị động cơ 1.5 lít kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, công nghệ SkyTip, rất tiết kiệm nhiên liệu. Cái dòng Mazda này rất tiết kiệm nhiên liệu anh chị nhé. SkyActiv này, đây là máy này, zin đét luôn anh chị ạ, zin từ dàn cò ra máy thì cũng khá là tươi. Ốc cabo zin nhé anh chị nhé. Xem ốc tai, tai zin này, nó chỉ bụi bẩn theo thời gian thôi. Đây ốc tai zin này. Đấy. Chung là trung bình 7 lít trên 100 km anh chị ạ, cho một chiếc Mazda 3. Như vậy là hợp lý rồi. Bao check test thoải mái anh chị nhé. Cam kết đầy đủ bằng văn bản cho anh chị. Không đâm đụng, không ngập nước, máy số zin. Zin từ dàn cò. Kiểu dáng thì rất đẹp rồi. Rất hợp lý cho với cái tầm tiền hơn 400. Đấy, và hiện tại thì chiếc Mazda 3 bản Phoenix sản xuất vào năm 2017, trang bị phanh tay điện tử này, bên em đang chào bán với giá là 445 triệu đồng anh chị nhé. Bao rút hồ sơ cho anh chị và giá cả có thể thương lượng được. Anh chị đang có nhu cầu, em mời anh chị qua bên em xem xe và lái thử xe. Có địa chỉ là tại Xe Đẹp Hải Dương, số 8 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, thành phố Hải Dương anh chị nhé. Ngay cạnh cách ngã ba Nam Cường chỉ 400-500m thôi. Rất dễ tìm anh chị ạ. Đường nối từ đường năm cũ ra cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong các video tiếp theo.